khu resort Selectum Noia Resort Cam Ranh là resort chuẩn 5 sao đầu tiên tại Việt Nam với thương hiệu đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Tọa lạc tại một vị trí không thể đẹp hơn, nơi có bãi biển xanh ngát và bờ cát vàng trải dài. Tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, với phương châm chạm đến trái tim của mỗi khách hàng được thể hiện rõ rệt, độc đáo, hội tụ các sản phẩm nghỉ dưỡng ưu việt được thiết kế để đem đến trải nghiệm trọn vẹn nhất cho khách hàng, kết hợp với các dịch vụ được cá nhân hóa để thực sự nâng tầm trải nghiệm đẳng cấp. Hãy cùng khám phá những điều tuyệt vời nhất của Selectum Noia Resort Cam Ranh. Thức dậy một ngày tại Selectum Noia Resort Cam Ranh và khám phá thế giới Selectum. Tham gia cùng tôi để khám phá lòng hiếu khách đặc biệt trong một Selectum tinh tế và thông qua những trải nghiệm siêu trọn gói. Cho dù bạn ở biệt thự hay phòng nghỉ hay khu spa giải trí hay khu trung tâm thể dục, nhà hàng hay chỉ đi bộ trên bãi biển, tận hưởng một ngày đầy cát và nắng, Selectum Noia Resort Cam Ranh luôn là một nghệ thuật giải trí độc đáo suốt cả ngày lẫn đêm, với những món ăn đặc biệt của quốc tế và địa phương được các đầu bếp đam mê gợi lên cho trải nghiệm ẩm thực có 102.
Thank you.